Ford, đi tìm người giúp. Ok. Chị đi chung với em đi. Chị không thể, chị đau quá. Em phải mạnh mẽ lên, ok, đi đi. Em không thể. Đừng bỏ em một mình. Nhớ là em nói với chị, em muốn trở thành quyền vương, đúng không? Dạ. Nên em phải mạnh mẽ như quyền thủ, ok. Giỏi lắm, đi tìm người giúp. Ok, đi đường này, đi đi. Cẩn thận nha. Nghĩ thử coi, Zero đi đâu rồi? Cô không ra đường bên này, sẽ không đi lung tung đâu. Hồ kìa. Hồ, Zero, em có thấy Zero không? Chị ấy đang ở cầu sắt, đi cứu chị đi. Hai người đi báo cảnh sát đi, tôi đi tìm Zero. Đi thôi. Tên giả thú đó đâu rồi? Lôi nó ra đây. Đợi chút đi, anh chưa quay lại. Thiết Trạm nó đi đâu rồi? Ở trong quyền quán này của Philippines, các bạn nhất định sẽ nhìn thấy. Imen Galado, top 5 quyền thủ Philippines đang ở đây hay sao? Hãy xem nếu như giả thú có thể đánh bại được anh ta. Xin chào đi. Tôi đã ra 2 tiếng đồng hồ rồi. Tên thỏ đế. Anh ta đâu? Tên thỏ đế. Anh ta đâu rồi? Anh ta dám lừa tôi hả? Tôi nghĩ có thể thỉnh thoảng anh ta hơi ngạo mạn một chút mà thôi. Anh cứ thế này 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 thôi đâu. Tôi sẽ đấu với anh. Let's go. Yeah.
Tôi không sao. Thân thân, ba má em sao rồi? Đã được cứu rồi.